Hello, xin chào mọi người. Như vậy là ngày hôm qua chúng ta đã được chính thức nhìn thấy một cái thông báo từ phía Samsung, đó là ngày Samsung Galaxy Unpacked tiếp theo sẽ được định vào ngày 11 tháng 2 và dự kiến có lẽ là sẽ vào khoảng tầm 2 giờ đêm giờ Việt Nam nhé. Và chắc chắn là Hoàng Hà sẽ có một buổi livestream phiên dịch cho mọi người, thì mọi người đừng quên có thể thức và xem cùng bọn mình, bởi vì chắc chắn là sẽ có những phần quà. Nhưng ngày hôm nay thì mình chưa muốn nói về cái ngày hôm livestream đấy, mà mình sẽ đưa ra cho mọi người những cái dự đoán mà có lẽ bản thân mình tự tin đến khoảng tầm 90% là những điều sẽ xảy ra vào ngày hôm đó, cũng như là những thông số cấu hình của một vài chiếc máy mà ngày hôm đó Samsung sẽ cho ra mắt. Vậy thì trước tiên chúng ta hãy cùng xem qua, và đến cái ngày 11 tháng 2 đấy, nếu mọi người xem và nhận ra là mình có nói đúng thì mời mọi người quay trở lại đây like cũng như là subscribe kênh YouTube cho Hoài Channel nhá. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu video thôi. Trong video ngắn mà mình vừa cho các bạn xem thì chúng ta sẽ có hai cái hình mà kiểu một hình chữ nhật và một hình vuông được xoay dọc ra, được ẩn dưới một cái lớp màng trắng. Vậy nhưng một vài kênh Twitter của nước ngoài đã cho một cái màn review theo cách là mình đoán là người ta tự ghép vào thôi, nhưng cũng thực sự là rất là match. Đầu tiên là một cụm cam dạng hai hàng nhưng mà xếp theo hình chữ nhật mà đã có xuất hiện ở trên Samsung Galaxy A51 cũng như là Note 10 Lite, thì chúng ta có cái cụm camera đấy. Mình nghĩ nó sẽ rất là match với cả cái phần hình chữ nhật. Còn thứ hai thì đó chính là chiếc Samsung Galaxy Fold phiên bản 2. Thực ra thì nói là phiên bản 2 thôi, nhưng mình nghĩ năm nay Samsung chắc chắn sẽ không đặt tên nó là Samsung Galaxy Fold nữa, mà nó sẽ có một cái tên mới. Bản thân mình thì có được một vài cái thông tin từ những trang web nước ngoài rằng cái tên nó sẽ là gì. Thì mình chưa được phép nói đây, vì lỡ đâu mình mà nói đúng thì lại thành là sneak lộ những thông tin của Samsung. Nhưng chắc chắn 99,99% sẽ không đặt tên là Samsung Galaxy Fold 2. Vậy nên là mọi người nếu ngày hôm đấy xem mà đúng như thế thì quay đây thả cho mình một like nhá. Với hình ảnh ở trên Twitter này thì cái phần ô vuông đấy được thể hiện, mình cảm giác nó giống như là một cái hộp phấn. Mà thực sự thì trên Twitter đã có những hình ảnh lộ gần như là full nguyên bản không thiếu gì về chiếc điện thoại này rồi. Nó sẽ được mở ra gạng dọc, trông y hệt như là một cái hộp phấn và có camera nốt ruồi phía đằng trước. Phía bên ngoài thì sẽ có một cái màn hình siêu nhỏ, chắc khoảng tầm hơn 1 inch gì đấy, và mình nghĩ nó sẽ nhận thông báo này và thậm chí có thể cảm ứng để nghe điện thoại được trên đấy. Đó lại là dự đoán thứ hai của mình, mọi người hãy cứ chờ đợi xem nó có đúng không nhá. Rồi quay trở về với cái cụm hình chữ nhật, thì lần này cụm hình chữ nhật này thực ra đã được lộ ra từ khá lâu rồi, nhưng mà với cái hình ảnh mà trên Twitter người ta ghép vào cũng như là một vài thông tin mình thấy thì dường như Samsung năm nay cũng sử dụng chung một cái lối thiết kế với một chiếc điện thoại đã ra mắt, đó là Huawei P30 Pro. Đó là một cái ống kính tiềm vọng giúp cho khả năng zoom của chiếc điện thoại chúng ta trở nên rất ấn tượng. Thì mình cũng có một sự tự tin về cái dự đoán thứ tư này của mình, đó chính là chiếc Samsung Galaxy phiên bản mới nhất năm nay, có thể là S11 hoặc là S20 thì cái đấy chưa biết tên nhá, sẽ có một cái camera zoom cực kỳ là ấn tượng, chắc chắn là sẽ vượt qua cái zoom 50x trên những chiếc P30 Pro. Và thậm chí là với một cụm 4 camera này thì đương nhiên sẽ bao gồm góc rộng này, macro, nhưng có thể là có cả một cái ống kính giúp cho hỗ trợ zoom optical, zoom quang học á, lên đến một cái chuẩn mực mới mà chúng ta sẽ phải ngạc nhiên, vì Samsung chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng mà, đúng không? Và đó đã là 4 dự đoán rồi, còn dự đoán cuối cùng của mình là dự đoán thứ 5. Thì về số lượng những chiếc máy mà năm nay Samsung sẽ cho ra mắt, bên cạnh đó là một vài cái sản phẩm nhỏ lẻ khác, thì mình cũng có một vài dự đoán. Đó là chúng ta sẽ có sự xuất hiện của chiếc Galaxy Fold 2 chưa chắc tên này, của chiếc S11 và S11 Plus cũng chưa chắc tên. Có thể đâu đấy lại có một phiên bản mà gọi là Lite thì sao, S11 Lite, bởi vì mọi người thấy rồi đấy, Samsung hiện nay đang ra rất nhiều những chiếc điện thoại phiên bản Lite. Và ngoài ra còn một thông tin nữa mình cũng được nghe, đó là chúng ta sẽ có sự xuất hiện của chiếc Samsung Galaxy Buds 2. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem là 5 cái dự đoán của mình ngày hôm nay có chính xác hay không vào cái ngày Galaxy Unpacked nhá. Còn nếu mà chính xác thì mời mọi người quay lại đây thả like và subscribe thôi, còn chờ gì nữa, đúng không? Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào cái ngày ra mắt. Bye bye. Thì lần này cụm hình chữ nhật